Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1535 đến 1539. Bắt đầu tập 1535. Diệp Thần nghĩ tới hắn và Kỷ Tư Thanh gặp mặt hình ảnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy. Từ Côn Lôn hư, Kỷ Tư Thanh chính là cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ, hắn mặc dù tình cờ đụng gặp một lần Kỷ Tư Thanh tắm. Nhưng vậy chưa thấy qua một màn này à? Bất quá Diệp Thần tâm tư ngược lại là không nhúc nhích đong đưa, hắn càng lo lắng Kỳ Tư Thanh tình trạng. "Diệp Thần, ngươi, ngươi tới." Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần bóng người, nhất thời có loại ảo mộng vậy cảm giác, cô nén trong kinh mạch trích đau, nhẹ nhàng nói ra. "Tư Thanh, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đi tới Kỳ Tư Thanh trước mặt, sờ một cái chán nàng, nhất thời cảm thấy đặc biệt phòng tay, lại đem liền đem nàng mạch đập, chỉ cảm thấy mạch đập yếu ớt, hơi thở mong manh, tùy thời đều có hương tiêu ngọc vẫn nguy hiểm. Mâu chốt luân hồi tinh diễm chân thực quá bá đạo, hơn nữa tính công kích cực mạnh. Coi như hắn luân hồi huyết mạch cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi làm sao tổn thương được như thế nghiêm trọng? Diệp thần hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới kỷ tư thanh thương thế lại có thể nghiêm trọng đến tình cảnh này. Trong kinh mạch tựa hồ lưu động nham thạch nóng chảy, cả người nóng bỏng nóng rực, tựa hồ tùy thời có thể nóng chảy huyền cơ nguyệt thủ đoạn đúng là tà nhẫn coi như là diệp thần đối mặt kỳ tư thanh thương thế nghiêm trọng như vậy vậy cảm thấy đặc biệt khó giải quyết diệp thần ta ta có phải hay không không được kỳ tư thanh trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ cười khổ nàng chi nhiều hơn thu nữ võ thần lực lượng bản thân liền thừa nhận to lớn gánh vác lại gặp đến luân hồi tinh diễm đốt thể bây giờ tình huống vô cùng nghiêm trọng nàng thật sâu cảm giác được sinh cơ của mình đang đang nhanh chóng trôi qua tràn ngập nguy cơ nếu như đỉnh cấp nàng tự nhiên không sợ huyền cơ nguyệt vậy đạo phân thân chỉ tiếc nàng lớn lên thời gian vẫn là quá ngắn không có sao thật may ngươi đột phá đến thiên thần cảnh thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều còn có cứu vãn cơ hội ở côn lôn hư ngươi một mực bảo bọc ta ở thần quốc vậy giờ đến phiên ta chiếu cố ngươi diệp thần khẽ mỉm cười nhẹ nhàng là kỷ tư thanh lau chùi mồ hôi trên trán an ủi tâm thần của nàng ngươi, ngươi không cần gạt ta ta. Kỳ tư thanh thanh âm yếu ớt, ngực cấp tốc phập phồng, ngay cả hô hấp cũng đổi được khó khăn. Đừng nói chuyện, ta lập tức thay ngươi trị liệu. Diệp thần sắc mặt đông lại một cái, lật đật móc ra châm cứu, ngón tay nhẹ nhàng nắm, đạo đạo linh lực bơm vào ở trên kim châm. Giao, nhất thời, châm cứu toát ra lau một cái sáng chói thần quang. Diệp thần nín thở tĩnh khí, tay cầm châm cứu, rơi vào kỳ tư thanh trắng như tuyết trên cổ tay. Ồ, nhưng một màn kinh người xuất hiện, hắn châm cứu mới vừa rơi xuống đi, kỳ tư thanh trong cơ thể liền bộc phát ra một đạo mạnh mẽ tinh diễm năng lượng, lại có thể trực tiếp dung rớt châm cứu. Luân hồi tinh diễm lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Diệp thần nhất thời cả kinh, không nghĩ tới mình châm cứu, lại bị trực tiếp hòa tan. Mặt hắn bàng, vậy cảm nhận được kịch liệt nhiệt độ cao. Cái này luân hồi tinh diễm, năng lượng quá kinh khủng, có thể ung dung hòa tan kim thiết, tẫn diệt hết thảy hắn bày ra châm cứu còn không có phát huy hiệu quả liền trực tiếp tiêu tán căn bản không cách nào chữa trị anh mà kỳ tư thanh bị luân hồi tinh diễm cắn trả cả người ngọn lửa cháy đặc biệt khó khăn bị diệp thần ta thật là nóng kỳ tư thanh rên rỉ một tiếng lại theo bản năng đưa ra nhỏ hết sức lại trắng nõn tay rút đi mình một phần chia quần áo nhất thời một cái như ẩn như hiện hơi có vẻ trắng như tuyết ngọc nhuận thân thể không giữ lại chút nào hiện lên ở diệp thần trước mắt mà cho dù rút đi quần áo kỳ tư thanh vẫn là cảm thấy cả người nóng lên không ngừng được khó chịu diệp thần trợn to hai mắt nhìn cái này tuyệt đẹp thân thể nhất thời hít sâu một hơi trong lòng từng cơn nóng như lửa nhưng hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm diệp thần một cái nữa hít thở sâu chấn định tâm thần nghĩ tới viêm bia ban đầu hạ nhược tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm viêm bia liền hấp thu qua tinh diễm bộ phận năng lượng. Cái này luân hồi huyền bi, đối với kỷ tư thanh thương thế, có lẽ có trị liệu hiệu quả. Tư thanh, nhịn một chút. Diệp thần lập tức sử dụng viêm bia, nhất thời, một khối quanh quần ngút trời liệt hỏa bia đá, liền treo lơ lửng ở kỷ tư thanh trước mặt. Hô hô hô. Viêm bia vừa ra, liền điên cuồng hấp thu kỷ tư thanh trên người tinh diễm khí tức. Quả nhiên, có hiệu quả. Thấy một màn này, diệp thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ khoảnh khắc bây giờ kỳ tư thanh thân thể mềm mại mặt ngoài tinh diễm toàn bộ bị viêm bia hấp thu hết đúng khối viêm bia toát ra trói mắt thần quang mà kỳ tư thanh mặt ngoài tinh diễm rút đi sau đó nàng ra thịt khôi phục sáng bóng như tuyết hình dáng xin sắn gương mặt vậy rút đi đỏ ửng đổi được trắng trắng nõn non vô cùng mê người diệp thần kỳ tư thanh mở mắt ra chỉ cảm thấy ở viêm bia hơi thở bao phủ hạ, thân thể trước đau hòa hoãn rất nhiều, nàng ý thức vậy tỉnh hồn lại. Không có sao chứ. Diệp thần nhẹ nhàng vuốt ve chán nàng. Mà kỳ tư thanh, mắt đẹp lưu phán, nhìn mình quần áo không đủ che thân hình dáng, nhất thời thẹn thùng được mặt đỏ bừng. Muốn lần nữa mặc vào quần áo, nhưng thương thế mới vừa hòa hoãn, liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Ta giúp ngươi. Diệp thần khẽ cười khổ, lúc này nhặt lên kỳ tư thanh áo quần, ôn nhu thay nàng mặc vào. Làm đầu ngón tay vạch qua kỳ tư thanh da thịt, trong lơ đãng chạm được một ít mềm mại địa phương, diệp thần nội tâm cũng là một hồi sao động. Hà! Bỗng, kỳ tư thanh im lìm hừ một tiếng, gò má đỏ ửng dâng trào, lộ vẻ được đặc biệt khó chịu. Thế nào? Diệp thần hơi biến sắc mặt, lật đật nắm được tay nàng cổ tay. Hạ một sát, diệp thần kinh ngạc phát hiện, ở kỳ tư thanh trong đan điền, còn lắng động trước đặc biệt kinh khủng lửa độc những thứ này lửa độc, đang thuộc về luân hồi tinh diễm. Viêm bia có thể hấp thu luân hồi tinh diễm tinh khiết hơi thở, nhưng lắng đọng xuống lửa độc, hoàn toàn là kịch liệt độc chất, căn bản không có thể hấp thu. Những thứ này lửa độc, giống như một viên lựu đạn định giờ, một khi nổ tung, kỳ tư thanh mới vừa khôi phục thân thể, thì phải lại lần nữa trọng thương, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Lửa này độc, thật giống như vẫn còn ở đan điền ta bên trong. Xem ra huyền cơ nguyệt nhất định phải đưa ta vào chỗ chết kỳ tư thanh hàm răng cắn một cái vậy phát hiện tự thân không ổn không có chuyện gì đừng sợ diệp thân nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát thúc dục viêm bia chấn áp nàng trong đan điền lửa độc viêm bia mặc dù không có thể đem lửa độc hấp thu nhưng ít nhất có thể đủ chấn áp không để cho lửa độc phát làm lửa này độc sợ là phải đi theo ta cả đời kỳ tư thanh đắng chát cười một tiếng chỉ cảm thấy lửa độc như phụ cốt chi thư vững vàng phụ thuộc vào ở nàng trên đan điền Vậy không đi. Diệp thần cắn răng, hắn viêm bia mặc dù có thể chấn áp lửa độc nhưng muốn vĩnh cửu chữa trị nhưng là tuyệt đối không thể. Luân hồi tinh diễm lưu lại độc chất, lợi hại bực nào, coi như là thiên thần thân thể, cũng không thể chịu đựng. Nếu thời gian dài, lửa độc bùng nổ, kỳ tư thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngay tại diệp thần sầu mi mặc triển thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, bất diệt long đế thanh âm chuyển tới. Tiền bối, ngươi có biện pháp. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lật đật hỏi: "Ta biết Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong có một nơi biển sâu băng tim, phỏng đoán có thể hóa giải luân hồi tinh diễm lửa độc." Bất Diệt Long Đế chậm rãi mở miệng: "Cái gì biển sâu băng tim, thật có thể hóa giải tư thanh trong cơ thể lửa độc sao?" Diệp Thần nghe được có biện pháp, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. "Biển sâu băng tim, đó là cửu thiên thần long điện, máu rồng sâu đáy biển linh vật." Vật này khí lạnh uy nghiêm, toàn thân lạnh như băng hàm chứa vô thượng năng lượng, tất nhiên có thể hóa giải tinh diễm lửa độc. Bất quá, máu rồng biển sâu, mai táng không biết nhiều ít ngày long hải cốt, chỗ đó rất nguy hiểm, ngươi muốn cướp lấy biển sâu băng tim, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Bất diệt long để nói. Hắn ở trong năm tháng vô tận, liên cuộc sống ở cửu thiên thần long điện. Thế gian tự nhiên không người nào có thể so hắn quen thuộc hơn cửu thiên thần long điện. Cứu người muốn chặt, bỏ mặc có nhiều nguy hiểm ta cũng phải đi xem xem. Diệp thần ánh mắt kiên định, cúi mắt nhìn một chút kỳ tư thanh, nhưng gặp lửa độc phát làm, nàng cả người đỏ ửng, hô hấp lần nữa dồn dập, tình huống có vẻ không ổn. Tư thanh, nhịn một chút, ta nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Diệp thần nhẹ nhàng vuốt ve kỳ tư thanh chán, ôn nhu nói. Ừ. Kỳ tư thanh nhẹ khẽ gật đầu, nhưng không có nói gì nhiều. Nàng biết lửa độc lợi hại, gắt gao cuốn lấy nàng đan điền, muốn hóa giải, sợ răng khó hơn lên trời đi ta cõng ngươi diệp thần cõng kỳ tư thanh sãi bước rời đi hang núi hướng cửu thiên thần long điện chạy tới diệp tiểu hữu ngươi phải dẫn lão tổ đi nơi nào bên ngoài khúc tuyết dũng thấy hai người phải đi nhất thời kinh ngạc hỏi khúc tiền bối ta phải dẫn tư thanh đi một chỗ trị thương ngươi trước hết mời bẩm bẩm đầu ta lại liên lạc ngươi diệp thần lưu lại một câu nói mang kỳ tư thanh ngắn ngủi biến dạng hư không Thẳng hướng Cửu Thiên Thần Long Điện đi. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện, vậy cấm địa vực sâu. Chỗ sâu nhất. Chẳng ai nghĩ tới, vậy vực sâu nhốt vực ngoại Ma Long núi sau lưng trên vách, vẫn còn có một nơi ẩn núp không gian. Ma Huyết Long và Ma Đế hai người đã bước vào trong đó. Thời khắc này bọn họ ngưng mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt bên trong đều mang mút trời vậy kinh hãi. Khoảng thời gian này nghiên cứu, bọn họ phát hiện nơi đây không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng. Nơi đây, không có bất kỳ linh khí. Nơi đây, phảng phất là vực sâu hạ, chân chính vực sâu chết. Ma huyết long và ma đế nhà vị trí là một cái to lớn tế đàn. Chỗ này trong không gian, cái này loại tế đàn lại có hơn ngàn cái. Mỗi một cái tế đàn có một cây cổ xưa xiềng xích tương liên. Tế đàn và tế đàn bây giờ lại là một phiến máu hội tụ sông dài. Ma đế, ngươi phát hiện cái gì? Huyết Long nặng nề mở miệng, nơi này để cho hắn rất không thoải mái. Ma đế đứng ở trên tế đàn, quanh thân ma khí đã biến mất, hắn vô cùng ngương trọng, hai tay chấp sau lưng. Yên lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, chỗ này tồn tại lịch sử, phải cùng luân hồi đứng đầu cùng một thời đại. Hơn nữa, ta dám khẳng định, thậm chí luân hồi đứng đầu cuột khởi lúc đó, nơi đây đã sớm tồn tại. Trên tế đàn những phù văn này, tựa hồ, không thuộc về thần quốc, càng giống như là tới từ vực ngoại ta thông qua đặc thù lối đi, đi qua vực ngoại lịch luyện, mặc dù là bên bờ chi địa, nhưng vực ngoại phủ văn ta quen thuộc. Những thứ này chữ viết rất mịt mờ, sợ rằng nơi này ngăn cách hết thảy linh khí, chúng ta không cách nào vận dụng lực lượng, chính là những phủ văn này đưa đến. Già thiên ma đế đưa tay ra, đụng vào vậy trên tường chữ viết, lại có nhàn nhạt, nhạt lưu quang, vô cùng thần kỳ. Huyết Long, hiện tại chúng ta việc cần kíp là tìm ra nơi này lối ra. Chúng ta sau khi tiến vào, người này miệng lại liền biến mất, nếu như ta không đoán sai, nơi này ra vào miệng vô cùng không ổn định, một mực không ngừng rời đi. Nếu như chúng ta có thể nhúc nhích dùng tu vi, ngay tức thì là được rời đi, nhưng mà dưới mắt bị hạn chế hết thảy, chỉ có hai con đường. Một, vận khí tốt, chúng ta có lẽ có thể gặp phải lối ra. Hai, vận khí không tốt, chúng ta đem vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Dĩ nhiên còn có con đường thứ ba, chính là phá giải lực lượng này bí mật. Ta dự cảm, nơi đây và thượng giới có rất lớn liên lạc, thậm chí và luân hồi đứng đầu chết, cũng có quan. Huyết Long gật đầu một cái, đột nhiên hắn con ngươi đông lại một cái, hướng một phương hướng cấp tốc bắn tới, Già Thiên Ma Đế, tới đây xem. Già Thiên Ma Đế đi tới Huyết Long vị trí, con ngươi đột nhiên co rúc một cái, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc bài. Ngọc bài mang thánh khiết quang, dù là nơi đây không có linh khí, đều có từng tia ánh sao lưu động. Trọng yếu hơn chính là, cái này trên ngọc bài có ba chữ to. Đế Uyên Điện Huyết Long, xem ra, nơi này là thời đại viễn cổ, một cái kêu là Đế Uyên Điện thế lực bố trí. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Nhiều như vậy tế đàn là là dạng gì tích chữ chuẩn bị? Vẫn là nói, cửu thiên thần Long Điện vực sâu hạ là nghi thức nào đó bắt đầu. Già thiên ma đế lần đầu tiên cảm giác được sự việc khó giải quyết. Tựa như trước mặt hắn là một cái hác động. Một cái đến gần, cũng sẽ bị cắn nuốt vô tận hắc động. Huyết Long Quả Nhãn nhắm lại, muốn câu thông Diệp Thần, nhưng nhưng phát hiện nơi đây ngăn cách hiệu quả quá mạnh mẽ. Bất quá cũng may, hắn mơ hồ bây giờ cảm giác được và Diệp Thần quan hệ chặt chẽ. Cái này thuyết minh, Diệp Thần đang hướng Cửu Thiên Thần Long điện tới. Mà đế, cái này Đế Uyên điện, chủ nhân hẳn biết. Sợ rằng những thứ này tế đàn, thật cùng Luân Hồi đứng đầu chết có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Uyên điện, Luân Hồi đứng đầu Diệp gia, thượng giới, thần quốc, thật giống như có một sợi dây nối liền. Mà sợi cuối, chỉ sợ là một cái bí mật lớn bằng trời. Điều bí mật này hoặc giả là đời trước luân hồi đứng đầu lựa chọn chết sống lại mấu chốt. Chúng ta tiếp tục tìm đi, ta cảm giác nơi đây còn có đầu mối. Đến lúc đó ta nếm thử nữa có thể hay không câu thông chủ nhân. Mà lúc này, Diệp thần đang cõng kỳ tư thanh, chạy tới cửu thiên thần Long Điện. Tào. Hư không biến dạng, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh bóng người xuất hiện ở cửu thiên thần long điện cấm chế trước. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Diệp Thần tim hơi nhảy lên. Cửu thiên thần long điện thật sự là quá lớn, hắn mặc dù đã tới nhưng cũng không có theo dõi rõ ràng bên trong toàn bộ bí ẩn. Cũng không biết huyết long và ma đế như thế nào. Long đế tiền bối, vậy biển sâu băng tim ở nơi nào? Diệp thần âm thầm hỏi, chỉ muốn nhanh lên một chút bắt được chữa trị kỳ tư thanh lửa độc linh vật ngươi đi vào nói sau. Bất Diệt Long đế ngưng trọng nói, "Cái này Cửu Thiên Thần Long Điện mang một tầng to lớn quy tắc cấm chế, nếu như trên mình không có long tộc huyết mạch, cơ hồ không thể nào bước vào đi." Diệp Thần mặc dù có thể bước vào, nhưng kỳ Tư Thanh nhưng là tuyệt đối không được. "Tư Thanh, ta mang ngươi đi vào." Diệp Thần thanh âm êm dịu, mà lúc này Kỷ Tư Thanh, lửa độc đã nghiêm trọng phát tác, ý thức hôn mê, mềm nhũn thân thể mềm mại, dính sát ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần thu liễm tâm thần, sải bước hướng Cửu Thiên Thần Long Điện xông vào. Ông. Hắn tới gần một chút Cửu Thiên Thần Long Điện, một tầng to lớn quy tắc cấm chế, giống như một mặt vách sắt, vững vàng chặn lại hắn bước chân. "Phá cho ta." Diệp Thần nặng quát một tiếng, hung hăng một quyền vung ra. Tập 1536. Hắn toàn thân linh lực, toàn bộ bơm vào ở trên nắm tay mặt. Một quyền này, mang phá giết núi sông khí thế, hung hăng đụng quả đấm đụng vào cấm chế vách sắt trên, cấm chế không nhúc nhích tí nào. Mà Diệp Thần rất miễn cưỡng bị đẩy lui mười mấy bước, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ phải bị thương. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, biết cửu thiên thần long điện cấm chế cường hãn, không ngờ tới lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Hắn toàn lực một quyền, lại có thể không thể dung chuyển chút nào, ngược lại gặp phải phản chấn. Diệp Thần Kỳ Tư Thanh cũng bị chấn tỉnh, cánh tay ngọc ôm Diệp Thần cổ, mắt đẹp hơi hí ra, nhìn phía trước nguy nga thần bí cổng vào. Tư Thanh, không có chuyện gì, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, năm ngón tay cầm gộp lại, lại lần nữa nặn chặt quả đấm. Ông, trong quyền phong của hắn, toát ra quỷ dị màu đen hơi thở, hình thành từng đạo thần bí quy luật phù văn. Đây là thượng giới có một không hai ăn mòn quy luật. Diệp thần chuẩn bị vận dụng thượng giới quy luật, đi dung chuyển cửu thiên thần long điện quy tắc cầm chế. Hống, ngay tại lúc này một đầu khổng lồ cự thú từ luân hồi mộ địa bên trong lao ra cự thú quanh thân hiện lên đỏ xanh ánh sáng giống như một đạo đặc thù áo choàng uy phong lẫm lẫm đến mức tận cùng tiểu hoàng diệp thần kêu một tiếng cái này cự thú chính là tiểu hoàng chỉ gặp tiểu hoàng hai con ngươi một xanh một đỏ lưu chuyển đạo đạo sáng chói phù văn ánh sáng cuồn cuộn hơi thở cuồn cuộn tràn ngập ra đơn giản là long trời lở đất á à, tiểu hoàng hờ hững nhìn chằm chằm phía trước đỏ đồng phù văn bỗng nhiên đại thịnh từng đạo quy luật phù văn chuỗi thành xích thần mang xuyên qua ngân hà khí thế hung hăng đi về trước đánh vào oanh cửu thiên thần long điện cấm chế vách sắt ngay tức thì bị giải khai mà tiểu hoàng chọc thủng cấm chế vách sắt sau đó hóa thành một đạo lưu quang trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi lại có thể như thế ung dung liền chọc thủng cấm chế diệp thần thấy một màn này nhất thời thật khiếp hãi không nghĩ tới tiểu hoàng lực lượng lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Cái này hung thú, không đơn giản à. Ta thậm chí cảm giác được mới vừa rồi cửu thiên thần long điện cấm chế tựa hồ sợ cái này đầu hung thú. Bất diệt long đế cũng là kinh hãi. Cái này cửu thiên thần long điện cấm chế, đặc biệt vững chắc, coi như là hắn và diệp thần, vậy không có cách nào. Nhưng hiện tại, tiểu hoàng ra tay một cái, một cái ánh mắt, liên kích phá cấm chế cách trở, đơn giản là khủng bố. Thằng nhóc, mau vào đi. Bất diệt long đế thúc giục. Cửu thiên thần long điện cấm chế rất đặc thù, chỉ cần hạch tâm không có bị phá hoại, coi như bề mặt bị kích phá, vậy sẽ nhanh chóng tu bổ. Ừ. Diệp thần gật đầu một cái. Lúc này cõng kỷ tư thanh nhanh chóng bước vào rồng thần trong điện đi. Mà ở hắn mới vừa bước vào ngay tức thì sau lưng cấm chế chính là khôi phục như lúc ban đầu, nếu như chậm một chút nữa, hắn liền không vào được. Đi, đi máu rồng biển sâu vậy linh vật ở đáy biển bên trong bất diệt long đế xa xa cho diệp thần chỉ một phương hướng diệp thần khẽ gật đầu lúc này cất bước đi đi tới nửa đường hắn đi tới một tòa vực sâu cái này vực sâu chính là nhốt huyết long chỗ nhưng hiện tại vực sâu trống trơn như vậy nhưng không thấy máu long tung tích huyết long đi nơi nào diệp thần có chút nghi ngờ huyết long trước đây một mực bị kẹt ở vực sâu nhưng hiện tại nhưng không thấy bóng dáng cái này sau lưng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp thần cau mày, bất quá, hiện tại kỳ tư thanh đe dọa, hắn tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức tiếp tục đi tới trước, đi máu rồng biển sâu. Ừng ực, Ưng ừ ực, Ưng ừ ực. Ở trong bóng tối đi về phía trước, bỗng nhiên, Diệp thần phát hiện trước mặt sáng lên huyết quang, còn nghe được nước chảy sôi trào thanh âm, vội vàng bay vút lên. Phía trước là một phiến vắng lặng đỏ tươi biển hồ chung quanh tất cả đều là máu mông mông sương mù dày đặc, không có cỏ cây, không có sinh cơ, cũng không có ai hành động, chỉ có một phiến biển hồ. Bên trong rót đầy thối giữa máu loãng, chim nổi trước rất nhiều hình rồng hài cốt, không ngừng tức giận ngâm nhô ra, phanh một tí lại nổ tung, toát ra càng nồng nặc xương máu. Trong phảng phất, còn hóa thành đủ loại dữ tợn khuôn mặt. Mà chung quanh hư không, cũng là xuyên thấu từng cái lỗ thủng, có chút điểm tinh quang lưu tán đi ra. Nơi đây, chính là máu rồng biển sâu. Bất Diệt Long Đế thanh âm truyền ra, chỗ này sát khí, đặc biệt sâu nặng, tích lũy mấy vạn năm long thi máu oán, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú, vô cùng nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Ưng ừ, ực Ưng ực, ực, biển trong hồ mặt có rất nhiều quỷ dị sinh linh, cá tôm sứ vân, vân, bề ngoài đều là xấu xí dữ tợn và ngoại giới hoàn toàn không cùng. Bất Diệt Long Đế nói chuyện bây giờ, thì có một đầu cá mập lớn từ biển trong hồ toát ra, cắn chết một cái cả người vảy đen cá chép nhai kỹ không có vào trong nước. Diệp thần thấy một màn này, thầm kinh hãi. Long huyết này biển sâu, quả nhiên là hiện đầy hung hiểm. Nếu như chỉ là hắn một người, tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại lưng đeo kỳ tư thanh, muốn phân hiểu lòng cố, hắn có thể không dám khinh thường. Nếu như có thể, Diệp thần rất muốn cầm kỳ tư thanh ở lại bên bờ, mình lặn hạ biển sâu, tìm vậy băng tâm linh vật. Nhưng vấn đề là, cái này biển trong hồ yêu vật quá nhiều, nếu như cầm kỳ tư thanh lưu lại biển khơi yêu thú sợ rằng phải bò lên bờ sống sờ sờ cầm nàng xé nát tư thanh chúng ta đi xuống đi diệp thần quyết định tiếp tục cõng nàng lẻn vào đáy biển bên trong đi ừ kỳ tư thanh nửa ngủ nửa tỉnh phát ra mơ mơ màng màng thanh âm xích trần thần mạch mở viêm bia hải diệp thần trong lòng trầm hát lúc này mở xích trần thần mạch bảo vệ được mình đồng thời hắn thúc giục viêm bia, bảo vệ kỳ tư thanh, miễn được nàng bị thương. Làm xong phòng vệ, Diệp Thần hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào máu rồng biển sâu bên trong. Đào. Hắn vừa tiến vào biển trong hồ, chung quanh yêu vật sinh linh, tất cả cá sấu cá mập, âm hồn sứa, thích cua ma tôm, toàn bộ sợ hãi kêu chạy từ tán đi. Những yêu vật này, linh trí cao vô cùng, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở lợi hại, cho nên không dám đến gần, vậy tiết kiệm Diệp Thần rất nhiều phiền toái. Hà, mà một bước vào máu rồng biển sâu, Diệp Thần cũng cảm giác được vô cùng vô tận oán niệm sát khí, điên cuồng đè ép tới. Cái này phiến biển sâu, Mai Táng không biết nhiều ít cái cốt rồng thi hài, tích lũy sát khí ngập trời. Diệp Thần một bước vào, liền gặp phải sát khí nghiền ép, tinh thần không ngừng rung, lộ ra thống khổ diễn cảm. Nếu như chỉ là hắn một người, tự nhiên có thể đối phó, nhưng hiện tại phải chiếu cố Kỳ Tư Thanh, cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá vậy thật may huyết mạch hắn vô cùng mạnh mẽ, mượn xích trần thần mạch ngăn cản, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại sát khí đánh vào, không có bị thương. Rào, rào, rào. Diệp thần tiếp tục đi đáy biển lèn đi, cả người linh lực trúc thành liền một tầng vòng bảo vệ, ngăn cách nước chảy đánh vào. Hắn càng lặn xuống, áp lực lại càng lớn. Diệp thần cắn răng chịu đựng, bỗng, từng trận vang dội tiếng rồng ngâm, ở bên tai vang khắp lên, xen lẫn to lớn oán niệm. Chỉ thấy xung quanh máu loãng bên trong, tỏa ra vô số đạo thượng cổ chi long hư ảnh. Mỗi một đạo đều mang kinh khủng oai rồng và sát khí. Ở thời đại thượng cổ, nơi này hiển nhiên bùng nổ qua đại chiến, vô số long tộc bị chém chết mai táng, chết nơi đây, tích lũy vô tận oán niệm. Mãi mãi oán niệm hóa thành long ảnh, hung hăng xông về Diệp Thần, giống như phải chiếm đoạt sơn hà. Phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, sử dụng sát kiếm, nắm thật chặt nơi tay tim, cuồng như vậy một kiếm chém ra. Sấm hoang phách tinh kiếm. Cuồn cuộn lôi quang, hòa lẫn điểm điểm tinh mang, hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, hung hăng chém chết. Trung quanh long ảnh, ở kiếm khí nghiền ép hạ, nhất thời biến mất không còn một mống. Hô. Mà Diệp Thần, cũng là hao phí không thiếu khí lực. Trung quanh sát khí long oán, thừa dịp hư mà vào, như một chuôi đồ sộ cái chủy, hung hăng gõ ở Diệp Thần Thức Hải bên trong. Phốc xích, nhất thời, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi trên mình bị thương. Nhưng kỳ tư thanh, nhưng là bình yên vô sự hình dáng. Diệp thần từ đầu đến cuối bảo vệ nàng, coi như mình bị thương, cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Diệp thần Kỳ tư thanh hơi mở trong mắt, cũng nhìn thấy diệp thần vì mình làm hết thảy, nội tâm cảm động không thôi. Đừng nói chuyện, an tâm nghỉ ngơi. Ban đầu ta tiến vào côn lôn hư, ngươi một mực bảo vệ ta, lần này đổi ta. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Diệp thần cắn răng, cầm sát kiếm, vạch nước mở đường, một đường lặn rơi. Thật may thượng cổ chi long ma ảnh hiện tại đã lui bước, hắn không có lại bị cái gì ngăn trở. Rốt cuộc, diệp thần đi tới đáy biển. Chỉ gặp một cây to lớn cột đá, đứng sừng ở đáy biển trên vùng đất, cao vút thẳng tắp, như thông thiên trụ khổng lồ, không thể với cao. Mà trên cột đá mặt, đại bàng đầy ra phức tạp hơn phủ văn, lộ ra khí tức cổ xưa. Cột đá phía trước, là một cái to lớn tế đàn. Phía trên tế đàn, lơ lửng một viên sáng chói tinh thạch, toàn thân băng tuyết xương trắng, tản mát ra ti ti lũ lũ khí lạnh. Vậy tinh thạch, liền là biển sâu băng tim. Bất diệt long đế thanh âm truyền ra. Biển sâu băng tim. Diệp thần tim giật mình, trợn to hai mắt. Cho dù cách nhau xa xôi, hắn vậy có thể cảm nhận được, vậy tinh thạch tản ra lạnh như băng hơi thở. Vật này, có lẽ thật có thể hóa giải lửa độc. Diệp Thần sải bước tiến lên trước, rắc rắc, một cục xương ở dưới chân hắn bể tan tành. Trung quanh tế đàn, chất đầy tầng tầng cốt rồng, không biết có nhiều ít long tộc đã từng ở chỗ này chết, bị mai táng biển sâu. Vô cùng vô tận tĩnh mịch hơi thở, điên cuồng tản mát ra. Ở tế đàn bốn phương, không có một chút vật còn sống bóng dáng, liên tiểu ngư tôm nhỏ cũng không có, thậm chí liền rong biển miếng lá cũng không gặp, hoang vu một phiến, tuyệt đối tử địa. Diệp thần nắm chặt sát kiếm, toàn bộ tinh thần phòng bị. Chỗ này, hiện đây nguy hiểm hơi thở, khẳng định cất giấu cái gì ma vật. Thằng nhóc, thật giống như có điểm không đúng, ngươi rút lui trước đi ra ngoài hãy nói. Bất diệt long đế trầm giọng nói, ta cảm giác được, nơi này tựa hồ có nguy hiểm gì. Biển sâu băng tim đang ở trước mắt, ta há có thể tay không trở về. Diệp thần ánh mắt kiên định, không có động tĩnh, sãi bước đạp đầy đất thi hài, hướng tế đàn đi tới, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, một cái cái cốt rồng không ngừng ở diệp thần dưới chân nghiền hung hãn sát khí tràn ngập ra, điên cuồng chèn ép diệp thần. Diệp thần coi giữ tâm thần, đồng thời bảo vệ kỳ tư thanh, không có động tĩnh, từng bước tiến về trước. A, à, cường hãn như vậy thân xác, hung hậu như vậy huyết mạch ngược lại không gặp nhiều. Một đạo cổ xưa thê lương long ngâm bỗng nhiên vang khắp lên, vô số thi hải chấn động, máu loãng sôi trào lau một cái kinh khủng khí tức uy nghiêm từ đáy biển dưới đất tàn ra không tốt diệp thần ánh mắt co rúc một cái biết có biến cố phát sinh lúc này tung người bay vút đưa tay muốn cướp lấy băng tim tinh thạch phịch nhưng mà một cái to lớn long chảo nhưng đột phá chọc thủng mặt đất hung hăng hướng hắn lướt đi diệp thần sắc mặt trầm xuống mượn nước chảy thế lăng không vặn eo xoay người cõng kỳ tư thanh rơi trên mặt đất cái long chảo này hiện đầy mạng nhện vậy vết thương không biết nhận chịu bao nhiêu vết thương, lộ vẻ được giữ tợn thê lương. Hạ một sát, long chảo lộ ra. Một đầu khổng lồ hắc long dưới đất chui lên, thông suốt xuất, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đầu này hắc long, cả người ma khí cuồn cuộn, hiện đây màu đen miếng vảy, cũng không phải là cái gì hư ảo bóng dáng, mà là sống sờ sờ thân thể, tràn đầy vô cùng cường đại khí huyết chập chờn. Vô cùng vô tận ma khí từ nơi này hắc long trên mình tàn mát ra. Trung quanh máu loãng, cũng chấn động kịch liệt đứng lên, hình thành từng cái một vòng xoáy, vô số thi hải bị vòng xoáy cắn nát, chung quanh một mảnh hỗn độn. Diệp Thần chấn định ở bước chân, khá có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Hắc Long. Đầu này Hắc Long, trên mình hiện đầy vết sẹo, không biết trải qua nhiều ít đại chiến, nhiều ít tổn thương. Mà để cho Diệp Thần kinh ngạc, cái này Hắc Long, hơi thở và vực ngoại Ma Long, đặc biệt tương tự. Thằng nhóc, ngươi thân xác huyết mạch không tệ, chính là thượng thiên ban cho bổn tọa tuyệt hảo thân xác hắc long ánh mắt uy nghiêm trong mắt tản mát ra trùng trùng hung mang to lớn long chảo lăng không bạo giết tới muốn nhất kích giết chết diệp thần muốn đoạt xác diệp thần sắc mặt trầm xuống nhất thời xem thấu hắc long ý niệm lập tức khua kiếm ngăn cản hiển nhiên đầu này hắc long và vậy vực ngoại ma long như nhau vậy trải qua thượng cổ đại chiến chỉ là nó ở vực ngoại trong đại chiến bị thương hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng thân xác rất nhanh liền phải bỏ mạng. Nó vẫn ẩn núp trước, cũng không có xem vậy vực ngoại ma long như vậy bại lộ, nó từ đầu đến cuối che đậy mình hơi thở, chờ đợi sống lại cơ hội. Hiện tại, nó rốt cuộc đến lúc. Chỉ muốn chiếm thân xác diệp thần, cướp đoạt diệp thần thân thể, nó là có thể thoát khỏi trói buộc, trở lại vực ngoại đi. Phịch, to lớn long chảo, hung hăng vỗ xuống. Diệp thần dơ kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy cự lực như núi, hung hăng dưới áp chế tới hắn bước chân, không khỏi thật sâu mất vào tay giặc ở cát biển bên trong, cơ hồ muốn rơi xuống. Nhưng Diệp Thần biết, trên người mình cõng kỳ tư thanh, không thể ngã xuống. Bá. À, Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, lăng tiêu vọ ý và hủy diệt mộ đạo phóng thích, cứng rắn là chấn khai hắc long móng vuốt. Cái này hắc long, mặc dù cả người vết sẹo, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là ở hắn thời kỳ toàn thịnh, đối phó này nhóm cao thủ, Diệp Thần cũng phải thận trọng. Mà hiện tại, hắn bị biển sâu máu trong nước long oán đánh vào, vốn là bị thương nhẹ, tình thế càng không cần lạc quan. Ha ha, có chút ý tứ. Hắc Long cảm thụ Diệp Thần võ đạo ý vận, híp mắt gật đầu một cái. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị nó một móng vuốt nghiền nát, nhưng Diệp Thần lại có thể có thể ngăn cản, có thể gặp thực lực nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Cái này loại thân thể, đơn giản là để cho nó thèm thuồng một mét. Đáng tiếc, cuối cùng là còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn con kiến hôi nhận mệnh đi hắc long tròng mắt sát khí uy nghiêm móng vuốt lại lần nữa vung ra hung hăng trấn áp nó xem thấu diệp thần tu vi nó có đầy đủ tự tin đối phương tuyệt đối không phải mình địch thủ chỉ cần đánh bại diệp thần nó liền có thể thuận lợi đoạt xác cướp đoạt diệp thần cái này cái có tiềm lực vô tận thân thể ùng ùng cuồng bạo long chảo rất miễn cưỡng xé ra máu loãng mang cuồn cuộn thiên thần oai rồng ngang nhiên hướng diệp thần giết hạ đạo đạo quy luật phù văn ở hắc long móng vuốt trên bộc phát ra tập 1537 biển sâu chấn động hư không ô minh chư thiên bát hoang tựa hồ cũng có vô cùng oai dòng ma khí chấn động làm người ta nghẹt thở diệp thần sắc mặt trầm xuống nắm chặt sát kiếm đang muốn nghênh kích nhưng bỗng sát kiếm nổ lên một chùm tinh mang lại sản sinh ra quỷ dị biến hóa điên cuồng hấp thu chung quanh long sát khí cái này sâu trong biển, không biết bỏ mình nhiều ít ngày long. Mỗi một cái long thi đều có sát khí kinh thiên oán niệm. Mà lúc này, Diệp Thần trong tay sát kiếm lại có thể xảy ra dị biến. Máu loãng bên trong ẩn chứa long sát khí, điên cuồng đi thân kiếm hội tụ đi. Nguyên bản máu mông mông nước biển, lại có thể rất sắp biến thành màu sắc xanh thẳm. Quanh quần ở chóp mũi mùi máu tanh, vậy nhanh chóng tiêu tán. Hiện tại Diệp Thần hô hấp đến là mắt rượi khí tức mát mẽ. Trên người hắn áp lực, vậy nhanh chóng biến mất. Nhiều long sát oán niệm đều điên cuồng bị sát kiếm hấp thu. Ông, sát kiếm thôn nạp không biết nhiều ít long sát khí, nhất thời nổ lên vô tận hắc vụ, vô tận ma uy. Hắc vụ sôi trào gian, hóa thành từng đạo kinh thiên động địa phù văn, thấm ra cổ xưa thiên lương hơi thở. Ở long sát khí dưới sự xung kích, sát kiếm cất giấu năng lượng, cũng là không ngừng tản mát ra. Thanh kiếm này, mũi nhọn lộ ra, hắc khí ngất trời. Cái gì? Hắc Long thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Thần thanh kiếm này, còn có thể hấp thu chung quanh Long sát oán niệm. Khí tức thật là cường đại. Diệp Thần ánh mắt trợn to, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Cái này cầm sát kiếm lai lịch tuyệt không bình thường, vốn là mạnh mẽ, hiện tại hấp thu như thế sát khí nồng nặc, thượng cổ cất giấu bộ phận kiếm uy, nhất thời mãnh liệt ra. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần nâng kiếm cuồng sông lên, thân thể một cái lóe lên, vọt tới huyết long trước mặt. Diệt Thiên kiếm quyết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hung hăng một kiếm phách đánh tiếp. Mũi nhọn lộ ra sát kiếm, dẫn động muôn vàn sát ý, hơi thở cùng bạo ngang nhiên gào thét ra. Vô cùng vô tận sấm sét ở biển sâu bên trong nổ vang, còn có vô tận sáng chói tinh mang, như sao rơi vũ vậy lan xuống. Diệp Thần một kiếm này, đơn giản là khủng bố sát kiếm bộc phát ra uy nghiêm sát khí và diệt thiên kiếm quyết ý vận toàn bộ dung hợp vào một chỗ mang xuyên qua tinh trụ khí thế phải đem hắc long chém thành mảnh vỡ hắc long trong mắt trợn to hoàn toàn kinh hãi nếu như là thông thường diệt thiên kiếm quyết chưa chắc có thể thương tổn tới nó nhưng hiện tại diệp thần sát kiếm biến dị bạo phát ra sát khí ngập trời một kiếm này mang cuồn cuộn long sát uy nghiêm tựa hồ muốn chấn áp thiên địa hung hăng bao phủ chém xuống suy, động trời kiếm khí, chém vào hắc long trên mình. Nhất thời, nó phủ đầy vết sẹo thân thể, xuất hiện lần nữa một đạo sâu đậm kiếm tổn thương, máu tươi đầm đìa. À, thằng nhóc, có chút bản lãnh. hắc long bị thương bị đau, nhất thời phát ra kêu đau, hơi có điểm chật vật lui về phía sau chạy đi. Diệp thần cầm kiếm rơi xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắc long, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn biết hắc long ra dày thịt thô, khi huyết hùng hồn, một kiếm là giết không chết nó, phải xuất thủ lần nữa. Đáng tiếc, người ta bây giờ, thực lực chênh lệch quá xa, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Hắc Long liếm môi một cái, trên mình tản mát ra vô số thiên thần quy luật phù văn, từng luồng phù văn ở nó trên vết thương đan vào, ngay tức thì giảm đau cầm máu. Nó ánh mắt, hứng thú càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần chính là một người còn không hoàn toàn bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử, mới vừa lại có thể có thể bùng nổ như thế lợi hại một kiếm cũng không một là dựa vào binh khí uy lực đơn giản như vậy, tự thân võ đạo nội tình, nhất định vậy là vô cùng kiên cố. Nếu như có thể đoạt xác Diệp Thần, trở lại vực ngoại, nếu thời gian dài, nó có lẽ có thể đột phá đỉnh cấp, vượt qua huy hoàng của ngày xưa. Cho bổn tọa trấn áp. Hắc Long móng to vung ra, lần này, nó không có lại nương tay. Hào hùng thiên thần uy nghiêm, cuồng như vậy gào thét ra. Nước biển chung quanh, kịch liệt sôi trào, đáy biển đất cát mãnh liệt đục ngầu một phiến. Một phiến vảy rồng từ hắc long trên thân thể đánh ra, hóa thành một chuôi kinh thiên tím kim cái chùy, mang nổ thiên địa thần uy, hung hăng gõ Diệp Thần đầu lâu. Mới vừa, hắc long không dám dùng toàn lực, sợ hủy diệt Diệp Thần thân thể, đưa đến đoạt xác thất bại. Nhưng hiện tại, nó thấy Diệp Thần nội tình thâm hậu như vậy, cũng không có cái gì nương tay, trực tiếp sử xuất một kích mạnh nhất. Mút trời tím kim cái chùy, mang huyền chân ngọn lửa, kinh thiên thiểm lôi, vô tận gió bão vân vân khí tượng rời sông lấp biển chấn áp hết thảy lăng không đập rơi xuống đáng sợ như vậy cái chùy đánh nếu như bị đập trúng coi như không chết vậy phải bị thương nặng cái này hắc long thực lực quả nhiên khủng bố lúc này diệp thần còn chưa bước vào hỗn độn một bước cuối cùng chênh lệch thực sự quá lớn diệp thần ở tím kim chùy uy nghiêm bao phủ hạ kỳ tư thanh vậy thức tỉnh nàng nhẹ nhàng gọi diệp thần mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng huyền cơ nguyệt uế đất phân thân tu vi cũng chỉ là thiên thần cảnh bốn tầng thiên mà thôi đầu này hắc long thực lực và huyền cơ nguyệt một tầng thứ có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào kỳ tư thanh muốn phải giúp một tay nhưng lửa độc truyền thân tánh mạng đe dọa nàng như là cái gì vậy không giúp được diệp thần cắn chặt hàm răng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết dồn khí đan điền cổ họng thanh tảng diệp thần trên mình tràn ra một chút hồng mông hơi thở đang muốn không để ý hết thảy, thi triển thiên long bát thần âm. Nhưng bỗng nhiên, trong cơ thể hắn, nhưng là vọt ra khỏi đỏ xanh hai đạo ngập trời ánh sáng. Một đầu mãnh thú, mang hồng hoang hơi thở, thân thể vô cùng nguy nga, từ diệp thần trong cơ thể vọt ra. Một đỏ một xanh hai viên con ngươi, lưu chuyển vô số huyền ảo cổ xưa phù văn. Hoang cổ hơi thở, không ngừng từ trên người nó tản mát ra. Chính là tiểu hoàng, hống, tiểu hoàng hai viên con ngươi, bạo phát ra động trời tinh mang như phi kiếm xuyên thủng hung hăng hướng hắc long lướt đi thái cổ di chủng hai con người ác mộng làm sao có thể xuất hiện ở thần quốc cửu thiên thần long điện bên trong hắc long cả kinh thất sắc lại thời gian đầu tiên liền nói ra tiểu hoàng lai lịch hơn nữa diễn cảm cực độ kinh hoàng giống như gặp quỷ nó lật đật đung đưa thân thể né tránh tiểu hoàng chém chết nó tuyệt đối không nghĩ tới ở Diệp Thần trong cơ thể lại có thể cất giấu kinh khủng như vậy hung thú. Hai con người ác mộng, đây là thái cổ di trùng, có vô cùng khoáng đạt lực lượng, một khi khôi phục thái cổ huyết mạch, dơ móng bây giờ, liền có thể nghiền ép ngân hà, đặc biệt chi lợi hại. Phịch, tiểu hoàng móng vuốt vung lên, đem vậy tím kim cái chùy đánh được nghiền, chờ thân thể đạp chết, dương ra miệng to, lộ ra kiếm kích vậy răng, hung hăng hướng hắc long táp tới. Hắc long ánh mắt nặng luyện, không dám thờ ơ móng to vừa nhấc đạo đạo đen nhánh quy luật phù văn sông ra quấn quanh liền kết bay thành công bức tường khí oanh tiểu hoàng móng nhọn nhất kích thế như chẻ tre trong nháy mắt đánh nát quy luật bức tường khí không hổ là thái cổ di chủng hắc long liên tiếp lui về phía sau nhìn tiểu hoàng uy mãnh như núi hình dáng không khỏi liếm môi một cái so với đoạt xác diệp thần nó càng muốn đoạt xác tiểu hoàng bởi vì tiểu hoàng là thái cổ di chủng dẫu sao là hung thú và Diệp Thần so sánh, hơi thở huyết mạch thích hợp hơn nó. Cho một mình ngươi chữ, cút. Tiểu hoàng như núi cao vậy đứng vững vàng, cả người yêu khí ngất trời, lạnh mục nhìn chằm chằm Hắc Long, không có động thủ nữa. Cửu Thiên Thần Long điện quy tắc hạn chế, đặc biệt to lớn. Mà Long huyết này biển sâu, lại là hiện đầy long sát khí, cho dù bị Diệp Thần sát kiếm hấp thu rất nhiều, nhưng trong tế đàn mặt còn đang không ngừng sông ra, xanh thẳm nước biển dần dần khôi phục máu tươi vậy màu sắc ở quy tắc hạn chế và long sắc khí dưới ảnh hưởng tiểu hoàng thực lực vậy gặp phải áp chế nếu không nó đã sớm giết chết hắc long ngươi thực lực tựa hồ bị áp chế hắc long liếm môi một cái vậy xem thấu tiểu hoàng xương sườn mềm đã như vậy ngươi cái này thân xác thuộc về ta hắc long quát to một tiếng trong mắt bỗng ác liệt trên mình nổ lên một chùm oành màu đen lửa cháy mạnh cuồn cuộn lửa cháy mạnh gian nó long hồn không ngừng thiêu đốt tản mát ra hào hùng uy thế. Cháy hồn phách, tự tìm cái chết. Thấy vậy, tiểu hoàng ánh mắt co rúc một cái, hai móng hung hăng đạp chết ra, trực kích hắc long đầu. Đốt ta tinh hồn, táng diệt chư thiên. Hắc long cổ họng phát ra cổ xưa thanh âm, móng vuốt liền liền đánh ra đe nhánh ấn quyết. Lúc này nó, đang thiêu đốt trước hồn phách của mình, không biết muốn thi triển thần thông gì. Một khi hồn phách cháy hết, nó thì phải đành cạn dầu mà chết súc sinh này phải liều mạng diệp thần ánh mắt run lên vậy nhìn thấu hắc long quyết tâm hắc long vì đoạt sát tiểu hoàng đơn giản là không đến xỉa đến liên hôn phách của mình cũng cháy hết lấy này làm giá chuẩn bị thả ra một môn kinh thế thần thông Ung ùng long hồn cháy ngọn lửa đen nóng rực nước biển chung quanh đều bị bốc hơi rớt ngay tức thì xuất hiện một cái xương trắng hừng hực không gian lúc tối long chiếm cứ ở trong hư không trên mình tàn mát ra lớn hủy diệt, đại phá giết, lớn tai nạn hơi thở, khủng bố dị thường, chấn động tâm hồn người. Hồng mông cổ pháp, vĩnh dạ đại ma thiên. Bỗng, hắc long ngửa mặt lên trời dài ngâm, tiếng chấn chín cao. Vô cùng hồng mông hơi thở, điên cuồng từ nó thân thể bộc phát ra, từng đạo thiên thần quy luật, từng luồng hồng mông phù văn, hỗn hợp hóa thành vô số nổ tung hắc vụ, như ác ma xúc tu, bốn bề tràn ngập ra. Giao, toàn bộ máu rồng biển sâu, ngay tức thì đổi được một phiến đe nhánh, lại cũng không có một chút ánh sáng. Diệp thần ánh mắt, nhất thời lâm vào hắc ám, thứ gì cũng xem không thấy. Chú ý là 33 thiên hồng mông cổ Pháp. Tiểu Hoàng phát ra kêu lên. Hắc Long thi triển ra thần thông, lại là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp một trong, vĩnh dạ đại ma thiên. Muốn thi triển hồng mông cổ Pháp, cần phải bỏ ra giá cực lớn. Lúc tối long, không tiếc cháy hồn phách, bất chấp phải chết nguy hiểm, cũng phải thi triển Hồng Mông cổ pháp, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Tiểu Hoàng và Diệp Thần, đoạt xác sống lại. Vĩnh Dạ Đại Ma Trời, ở 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp bên trong, uy lực không thể khinh thường. Có thể tập được phư ong pháp này, vậy có thể thấy được đầu này Hắc Long thân phận có bao nhiêu tôn quý. Ẩn núp ở chỗ này lâu như vậy, liền vì hôm nay. Thật là nặng tâm cơ. Phư ong pháp này vừa ra, thiên địa càn khôn, sơn hà nhật nguyệt, thì phải rơi vào hắc ám vĩnh dạ bên trong đi, vĩnh viễn vậy không thấy được quang mình. Ở vô tận trong đêm tối, người linh thức hồn phách sẽ gặp phải to lớn đánh vào, sinh ra đủ loại sợ hãi chấn động phố tâm trạng, sống sờ sờ bị sợ chết. Coi như tâm trí kiên định, không chịu vĩnh dạ sợ hãi ảnh hưởng, cũng sẽ bị vĩnh dạ kết giới sản sinh ra rất nhiều huyễn thú, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Cả tòa máu rồng biển sâu, nhất thời thành vĩnh dạ kết giới. Lúc tối long, chính là cái này phiến kết giới nắm giữ. Diệp thần tâm thần lay động, chỉ cảm thấy vô tận sợ hãi, hắc ám, tuyệt vọng cùng tâm trạng, sơn hô hải khiếu vậy nghiền ép tới. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, ngăn cản hắc ám khí tức xâm nhiễm. Diệp thần, ta thật sợ hãi. Mà kỳ tư thanh, ở hắc ám khí tức bao phủ hạ, như là hoàn toàn lâm vào sợ hãi, lại cũng không có ngày xưa kinh thiên động địa nữ võ thần khí thế. Nếu như kỳ tư thanh khỏe hẳn, tự nhiên không sợ. Nhưng mà giờ phút này, là kỳ tư thanh thời điểm suy yếu nhất à? Nàng thậm chí ngay cả động dùng linh lực đều là một loại xa cầu. Nàng cuối cùng là một người phụ nữ, cũng sẽ có sợ hãi. Không có sao, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp thần cầm nàng để xuống, để dưới đất, ôm chặt lấy nàng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng an ủi nàng. Đồng thời thúc giục viêm bia, áp chế nàng trong đan điền lửa độc. Mà viêm bia ánh sáng, ở vô tận vĩnh dạ bên trong, vậy không thấy được chút nào ánh sáng thế giới chung quanh hoàn toàn là bóng tối một phiến phá cho ta bỗng một tiếng kinh thiên thú hống đột nhiên vang dội một đỏ một xanh hai đạo tinh mang mang xuyên qua núi sông khí phách hung hăng xuyên thủng hắc ám hướng hắc long lướt đi có chút ý tứ lại có thể có thể dung chuyển bổn tọa vĩnh dạ kết giới hắc long tuét miệng cười một tiếng đang thi triển ra vĩnh dạ đại ma thiên hậu nó chính là mảnh thế giới này nắm giữ, nhưng hiện tại, Tiểu Hoàng lại có thể dung chuyển nó quy luật. Thái cổ di chủng, quả nhiên có ngập trời thần uy. Nếu như cái này quá cổ di chủng hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, ngưng tụ ba giọt máu mạch sơ khai, tuyệt đối đáng sợ. Vĩnh Dạ đại ma trời, ta là ma chủ, cho ta trấn áp. Hắc Long nhưng là không sợ, trong mắt động một cái, thì có một cái cầm hắc khí ngưng tụ thành phi đao, từ trong hư không phá giết ra đen tiểu hoàng bắn ra tinh mang năng lượng chém bể vĩnh dạ đại ma trời hồng mông cổ pháp uy lực há là trò đùa ở kết giới này bên trong hắc long chính là ma chủ sức chiến đấu thật to tăng lên vĩnh dạ huyễn thú cuốn sạch thiên địa hắc long đánh ra đạo đạo ấn quyết nhất thời vô số chỉ quỷ dị huyễn thú un ùn kéo đến bạo dũng ra hung hăng hướng tiểu hoàng bao phủ đi đáng chết tiểu hoàng trong mắt rét một cái cái này hắc long vì đoạt sắc nó đơn giản là liều mạng, liền hồn phách cũng cháy hết. Cái này hỗn hợp long hồn thiên uy hồng mông cổ pháp, lực sát thương có thể tưởng tượng được. Xuy xuy xuy. Tiểu hoàng hơi thở lững lờ, sử dụng từng đạo phù văn, bảo vệ tự thân. Hạ một sát, vô số chỉ dương nanh múa vuốt huyễn thú, cuồng như vậy đạp chết tới, ngay tức thì đem phù văn bảo vệ đánh nát, hung hăng đụng ở trên người nó. Hống, nhất thời, tiểu hoàng phát ra một tiếng nặng nề gầm to, thân thể gặp phải xé, xuất hiện từng cái vết thương, máu tươi đầm đìa. Cho dù nó là thái cổ di trùng, ở vĩnh dạ đại ma thiên trấn áp xuống, cũng phải bị huyễn thú đả thương. Tiểu Hoàng, ngươi thế nào? Diệp thần cảm thấy không ổn, bốn phía một phiến hắc ám, hắn cái gì vậy xem không thấy, nhưng nghe đến Tiểu Hoàng truyền ra tiếng hô, rõ ràng tình thế bất lợi. Tốt cơ hội. Hắc Long ánh mắt vui sướng, hiện tại Tiểu Hoàng bị thương, chính là nó đoạt sắc lớn thời cơ tốt không thể kéo dài được nữa, nó long hồn cơ hồ muốn cháy hết, đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Nếu như lại không đoạt xác, nó hồn lực hao hết, không cần người khác động thủ, mình vậy phải bỏ mạng. Huống chi, tiểu hoàng là thái cổ di trùng, trời mới biết nắm giữ nhiều ít mạnh mẽ thủ đoạn, và nhất bị nó phản công, vậy thì phiền toái. Cơ hồ là tiểu hoàng bị thương ngay tức thì, một món giả nua long hồn, liền từ hắc long thân thể bên trong bay ra, hung hăng chui vào tiểu hoàng thân thể. Nhất thời, Tiểu Hoàng cảm thấy đầu đau nhất. Hắc Long Long Hồn đã cưỡng ép xông vào nó đầu óc thì phải cưu chiếm thức ổ, cưỡng ép đoạt xác. Chính là một đầu hèn mọn huyết mạch vực ngoại thú, ngươi muốn đoạt xác ta, nằm mộng ba ngày. Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cả người huyết mạch năng lượng, điên cuồng bùng nổ. Vậy màu đỏ con người lại tản ra một đạo cực kỳ ánh sáng sáng chói. Tập 1538 Thành tựu hai con người ác mộng, thế gian có ai tư cách đoạt xác? đây cũng là tiểu hoàng kiêu ngạo ầm từng cổ một mênh mông huyết khí không ngừng xông lên tiểu hoàng thức hải ngăn trở hắc long đoạt xác à làm sao có thể hắc long phát ra kêu lên nó còn lấy là tiểu hoàng bị thương dưới mình rất dễ dàng là có thể đoạt xác thành công nhưng không nghĩ tới tiểu hoàng khí huyết lại có thể lớn mạnh như vậy ngay tức thì chặn lại nó xâm chiếm diệp thần cái gì vậy không thấy được nhưng vậy cảm nhận được hắc long muốn đoạt xác tiểu hoàng cái này nghiệt xúc, sợ là không biết thái cổ huyết mạch cường hãn đi. Diệp thần khẽ mỉm cười, cũng không có gì lo lắng. Tiểu hoàng huyết mạch, đặc biệt cường đại, coi như bị lại thương thế nghiêm trọng, cũng không khả năng bị Hắc Long đoạt xác. Hắc Long kế hoạch nhất định phải rơi vào khoảng không, đáng chết. Hắc Long cắn răng, ở Tiểu Hoàng khí huyết dưới sự xung kích, không biết làm sao lui đến Tiểu Hoàng ốc bên bờ vùng. Nó huyết mạch phẩm chất và Tiểu Hoàng chênh lệch quá xa căn bản không có tư cách đoạt xác. Trừ phi, tiểu hoàng chịu chủ động buông tha huyết mạch phòng ngự, chủ động tiếp nhận nó, nó mới có thể đoạt xác thành công. Còn chưa cút đi ra ngoài. Tiểu hoàng chấn động phẫn nộ quát. Nó cảm nhận được, Hắc Long hồn phách còn ở lại nó đầu óc bên trong, như một viên đinh, để cho nó đặc biệt không thoải mái. Buông tha thủ ngự, tiếp nhận bổn tọa đoạt xác. Hắc Long lạnh lùng nói. Ha ha, cười nhạo ngươi có cái gì tư cách đoạt xác ta tiểu hoàng cười nhạt cả người huyết mạch hơi thở cổn đãng liền muốn sắp tối long hồn phách bước ra ngươi nếu như không chịu buông tha ta liền giết hắn hắc long ánh mắt sắc bén mắt lạnh nhìn diệp thần nó không đối phó được tiểu hoàng nhưng muốn cầm diệp thần làm con tin uy hiếp tiểu hoàng ngươi không tư cách uy hiếp ta nếu không đi ra lão tử diệt ngươi tiểu hoàng trong lòng tức giận trong cơ thể khí huyết như núi lửa bùng nổ không ngừng nhô lên ra mãnh liệt năng lượng, liền muốn liều mạng thức hải bị thương nguy hiểm, tiêu diệt Hắc Long. Vĩnh Dạ Ma Chủ, trấn áp thiên địa, giết. Hắc Long nghiêm nghị không sợ, tâm thần thúc dục gian, vô số chỉ huyễn thú từ trong bóng tối phá giết ra, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Nó không công kích Tiểu Hoàng, ngược lại đi giết Diệp Thần, đây là vây ngụy cứu triệu kế sách. Nháy mắt tức thì, liên tiếp dày đặc tiếng thú gào, điên cuồng vang lên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cảm nhận được nguy cơ, nhưng hắn cái gì vậy không thấy được, nghe được động trời tiếng thú gào truyền tới, cũng biết việc lớn không ổn. Chủ nhân, chú ý à. Tiểu Hoàng kêu to, không nghĩ tới hắc long chui vào nó đầu, còn có thể khống chế bên ngoài huyễn thú. Diệp thần trong lòng trầm xuống, huyễn thú còn không có giết tới, hắn liền cảm thấy to lớn áp lực, như thái sơn áp đỉnh. Coi như hắn chỉ có một người, đối mặt này cùng uy áp, vậy phải cẩn thận ứng đối. Mà hiện tại, hắn còn phải chiếu cố kỳ tư thanh, thế cục càng bất lợi. Uống, đi, đâu, á, be, be ở họ, ô, à. Trong điện quang hỏa thạch, diệp thần dồn khí đan điền, cả người mỗi một khối xương cốt cũng đang chấn động. Mỗi một chỗ khí huyết cũng đang cháy, cổ xưa hùng hậu âm tiết, bỗng nhiên từ cổ họng hắn bên trong bạo giết ra. Ẩm, kim quang sáng chói ở diệp thần thân thể nổ lên, hóa thành tám cái ngút trời kim long, mang nghiền ép tinh thần, tan biến hư không uy thế, hung hăng nổ ra. Từng tầng một hung hãn âm sát đợt khí, mang kim long thiên uy, sóng lớn vậy tràn ngập trừ đi. Trung quanh đạp chết mà đến huyễn thú, ngay tức thì bị chấn bể, hóa thành bọt tiêu tán. Mang nguyên bản đen nhánh hư không, vậy ngay tức thì bị kim quang chiếu sáng. Vĩnh dạ kết giới, hắc ám ma thiên, ở diệp thần thiên Phật thánh quang hạ, bụi bậm vậy tiêu diệt. Cái gì lại là thiên long bát thần âm? Hắc Long phát ra sợ hãi kêu lên, nó tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vậy nắm giữ 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Thiên Phật Thánh Hát, Thiên Long Bát Thần Âm, có chí cương chí liệt uy nghiêm, vừa vặn khắc chế nó Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Nhất thời, toàn bộ Vĩnh Dạ kết giới hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trước mắt lại lần nữa thấy được ánh sáng. Ùm. Ừ. Nhưng Diệp Thần thân thể như là tê liệt ngã trên đất và kỳ tư thanh quấn với nhau. Thiên Long Bát Thần Âm, đối với hơi thở tiêu hao quá lớn, hắn một tí thi triển, mặc dù đánh tan vĩnh dạ kết giới, nhưng mình vậy cơ hồ hao hết khí lực. Xa xa, một cái phủ đầy vết sẹo, khi huyết khô đét thân rồng, trôi lơ lửng ở trong nước biển. Chính là hắc thân rồng. Nó hồn phách chui vào tiểu hoàng trong thân thể đi, cái này cái thân xác, mất đi hồn phách chống đỡ, nhất thời thành một cái trống rỗng tử. Ẩm, bỗng nhiên, cái này cái thân rồng như là bể nát, hóa thành từng cục hài cốt, đánh mất ở đáy biển. Nguyên lai like mới vừa diệp thần thi triển thiên long bát thần âm, lấy cao nhất âm sát uy năng, rất miễn cưỡng xé thân rồng. Đây là khắc tinh. À, nhục thân của ta. Hắc long phát ra tuyệt vọng tiếng hô, cũng không ngờ mình thân xác, cũng bị diệp thần nghiền nát. Cái này một tí, nó nhất thời thành cô hồn. Nếu như không thể đoạt xác tiểu hoàng, nó mất đi thân thể gửi nhờ, rất nhanh thì phải hồn phi phách tán. Nghiệt xúc, còn chưa cút đi ra ngoài. Tiểu Hoàng nghiêm nghị gầm lên, cả người khí huyết như trời long đất lở, cuộn sạch hắc long hồn phách. Suy, hắc long không dám lưu lại, lật đật chui ra tiểu hoàng thân thể. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này hắc long hồn phách giống như một món mờ mịt sương mù, hàm chứa kịch liệt long sát khí. Thôi, bổn tọa vẫn là đoạt xác cái thằng nhóc này đi. Hắc Long ánh mắt tàn bạo, gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần, long hồn thoát ra, như phi kiếm tia chớp, hung hăng hướng Diệp Thần thân thể chui vào. Nó mất đi thân xác, hiện tại chỉ còn lại một món tàn hồn, nếu như lại không đoạt xác, nó thì phải hoàn toàn chôn vùi. Không tốt. Diệp Thần ánh mắt co rúc một cái, hắn mới vừa thi triển Thiên Long Bát Thần Âm, khí lực chính là suy kiệt, căn bản không thể chống lại Hắc Long đoạt xác. Chủ nhân, Tiểu Hoàng quát to một tiếng, vậy không ngờ tới có này cùng biến cố, trong lòng nhất thời từng cơn hối hận. Sớm biết, nó liền liều mạng bị thương nguy hiểm, trực tiếp tiêu diệt hắc long thôi, cũng tiết kiệm được nó tiếp tục tàn phá. Ô, liền gặp một món xám quang, trực kích diệp thần ấn đường, tốc độ nhanh như tia chớp, tiểu hoàng đã không kịp ngăn cản. Thằng nhóc, mau tránh ra à? Bất diệt long đế gầm thét, nếu như diệp thần bị đoạt xác, vậy hắn cũng phải xong đời. Diệp thần ánh mắt trợn to, liều mạng điều động trong cơ thể linh lực, nhưng mới vừa thi triển thiên long bát thần âm, khí lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn căn bản không thể nhúc nhích sống chết trước mắt bỗng một đạo bóng đẹp đứng lên chắn diệp thần trước mặt là kỳ tư thanh nàng lại có thể đứng ra nàng muốn tự mình hy sinh bảo vệ diệp thần tư thanh diệp thần thất thanh kêu to tuyệt đối không nghĩ tới kỳ tư thanh lại đột nhiên đứng ra suy hắc long hồn phách đột nhiên chui vào kỳ tư thanh thân thể mềm mại diệp thần thần sắc hoảng hốt chỉ cảm thấy ngày nay sập xuống kỳ tư thanh quay đầu lại nhìn hắn lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười, nhưng hạ một sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ nghe Hắc Long một tiếng hét thảm, lại từ kỳ tư thanh trong thân thể chui ra ngoài. À, lửa độc, thật là lợi hại lửa độc. Hắc Long luôn miệng kêu to, thống khổ không chịu nổi, tàn hồn suy suy vang dội. Nguyên lai kỳ tư thanh trong cơ thể có luân hồi tinh diễm lửa độc, nó một chui vào, lập tức bị lửa độc nướng, thiếu chút nữa thì muốn tan thành mây khói. Kỳ tư thanh thân thể mềm mại lay động một tí mềm nhũn ngã xuống diệp thần trong ngực mới vừa đứng ra đã đã tiêu hao hết nàng toàn bộ khí lực tư thanh diệp thần xích sao ôm nàng trong lòng từng cơn nghĩ mà sợ nếu như kỳ tư thanh thật bị đoạt xác hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải diệp thần kỳ tư thanh nhẹ nhàng ôm diệp thần cổ khóe miệng mang vừa khổ lại ngọt nụ cười nàng còn muốn tự mình hy sinh bảo vệ diệp thần lại không nghĩ rằng để cho nàng chịu đủ hành hạ lửa độc lúc này lại có thể cứu vãn nàng. Xa xa, tiểu hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sợ. Coi là các ngươi may mắn. hắc Long bị lửa độc nướng, cả người đau nhức không dám lại dừng lại đi xuống, hôn phách một phiêu, liền muốn chui vào lòng đất bên trong đi. Nghiệt xúc đứng lại cho ta. Ngay tại lúc này, một hồi khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái đàn bà xinh đẹp, đang mang một cái cả người oai rồng ngập trời nam tử, Và không hoành cứ tới chính là Diệp Lạc Nhi cùng Chí Tôn Long Hoàng. Lạc Nhi. Diệp Thần thấy Diệp Lạc Nhi, hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi lại có thể cũng ở đây Cửu Thiên Thần Long Điện. Hắn trước đây đi Linh Võ Đại Lục, vốn muốn đi xem xem Diệp Lạc Nhi. Dẫu sao Diệp Lạc Nhi là hắn từ Côn Lôn hư mang về, luôn không khả năng bỏ mặc. Nhưng là hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Bên người nàng lại là ai? Diệp Thần mơ hồ cảm giác, mấy ngày này Diệp Lạc Nhi trên mình hẳn phát sinh cái gì? Diệp Lạc Nhi nhìn Hắc Long tàn hồn, mắt đẹp lãnh túc, thân thể mềm mại thoáng một cái, lại là hóa thành một đầu rồng thần, cả người che lấp kim quang sáng chói miếng vảy, huy hoàng kinh trời, hơi thở bàng bạc. Đây là Hắc Long nhìn Diệp Lạc Nhi, nhất thời cả kinh thất sắc. Nó chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi trên mình có cao quý vô cùng vực ngoại huyết mạch, không biết so nó cao nhiều ít lần. Vậy tôn vinh hơi thở, hào hùng uy nghiêm trương hiện ra tuyệt đối thân phận và diệp lạc nhi so sánh nó chỉ là hủ cỏ huỳnh quang mà diệp lạc nhi là bầu trời hạo nguyệt diệp đại ca mượn kiếm dùng một chút diệp lạc nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng long chảo nắm chặt cách không nhiếp đoạt diệp thần sát kiếm kinh lực vừa phun sát kiếm lộ ra một vẻ tinh mang hung hăng hướng hắc long chém tới nàng cảm nhận được hắc long trên người có đặc biệt hào hùng long sát khí có thể thật to bồi bổ diệp thần sát kiếm cho nên nàng cũng không có trực tiếp nghiền diệt hắc long mà là mượn diệp thần kiếm chém giết à ngươi là ai huyết mạch ngươi như vậy mênh mông ở vực ngoại nhất định là cao nhất trí tôn ngươi rốt cuộc là ai hắc long liền liền gầm thét nhìn sắt kiếm chém tới nó thậm chí không có né tránh lúc này nó hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong là diệp lạc nhi huyết mạch hơi thở cảm thấy khiếp sợ nhưng diệp lạc nhi cũng không trả lời. Phốc xích. Sát kiếm mãnh chém xuống, hắc long tàn hồn, nhất thời bể tan tành. Tào. Vô tận long sát khí, từ bể tan tành long hồn bên trong tràn ngập ra, điên cuồng bị sát kiếm hấp thu. Đúng cầm sát kiếm, bạo phát ra ngập trời mũi nhọn, kiếm phong chi ác liệt, tựa hồ muốn chém tinh diệt tháng, giết phá núi sông. Hưu, thân kiếm quay về. Sát kiếm lần nữa trở lại diệp thần trên tay. Từng tia kiếm khí, như dịu dàng đan dược, chui vào diệp thần kinh mạch bên trong. Diệp thần hao tổn to lớn linh lực, vậy nhất thời khôi phục một ít, lão đảo lắc lư đứng lên, nhìn Diệp Lạc Nhi. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi khôi phục hình người, vậy chăm chú nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem Kỷ Tư Thanh. Lúc này Kỷ Tư Thanh, hơi thở có chút yếu ớt. Diệp Lạc Nhi không khỏi suy nghĩ miên man. Mà mới vừa, Kỷ Tư Thanh động thân bảo vệ Diệp thần, một màn này, nàng cũng nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong lòng có chút kỳ quái. lạc nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? diệp thần hỏi. diệp đại ca, ta ở cửu thiên thần long điện có chút việc phải xử lý, mới vừa cảm nhận được khu vực này có thượng cổ ma long tỉnh lại hơi thở, liền vội vàng đi qua cha xem, cũng không ngờ ngươi vậy ở chỗ này. nguyên lai diệp lạc nhi và trí tôn long hoàng đang tra hỏi viêm thiên long thần, buộc hắn giao ra luân hồi huyền bi. nhưng đột nhiên hai người cảm ứng được thượng cổ ma long tỉnh lại hơi thở liền vội vàng chạy tới điều tra, nhưng không nghĩ tới chiến đấu đã đến hồi cuối. Diệp đại ca, ngươi đâu? Ngươi tới đây bên trong làm gì? Diệp Lạc Nhi có chút tò mò. Tư Thanh bị thương, ta phải cứu nàng. Diệp thần ôm lấy kỳ Tư Thanh, cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì, kỳ Tư Thanh và Huyền Cơ Nguyệt ân oán, chân thực quá phức tạp, hắn không biết làm sao theo Diệp Lạc Nhi giải thích. Lập tức Diệp thần đi tới trước tế đàn, bắt lại băng tim tinh thạch băng tim tinh thạch vào tay nhất thời một cổ mát rượi khí tức mát mẽ chính là ở trong kinh mạch lưu động lực diệp thần nhất thời có loại sảng khoái cảm giác có vật này nhất định có thể trị liệu kỳ tư thanh lửa độc ẩm mà băng tim tinh thạch bị diệp thần lấy đi sau đó cả tòa tế đàn cũng sụp đổ trung quanh cốt rồng ngay tức thì bể tan tành đáy biển có hàng loạt long sát khí thả ra toàn bộ chui vào diệp thần sát kiếm bên trong diệp thần sát kiếm mũi nhọn bén nhọn hơn bề ngoài quanh quẩn một tầng mơ hồ xám quang, lộ ra mãi mãi thế lương sát phạt hơi thở, làm người ta rung động. Cái này băng tim tinh thạch, trên thực tế là trấn áp long sát khí linh vật. Hiện tại, băng tim tinh thạch bị diệp thần cướp đi, long sát khí vậy hoàn toàn bộc phát. Bất quá bùng nổ hơi thở, toàn bộ đều bị diệp thần sát kiếm hấp thu. Hơn nữa, sát khí lớn nhất căn nguyên là hắc long. Hiện tại hắc long tan thành mây khói, cái này phiến máu rồng biển sâu, sau này sẽ không lại có sát khí tồn tại, hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây tự nhiên không thể dừng lại. Diệp đại ca, tiếp theo, ngươi phải đi nơi nào? Diệp Lạc Nhi tiến lên trước một bước, rất là tò mò hỏi. Lạc Nhi, tư thanh thương thế rất nghiêm trọng, ta phải nhanh một chút thay nàng chữa trị, vốn muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút, chỉ có thể tạm thời cáo từ trước, chờ ta xử lý xong hết thảy sẽ đến tìm ngươi. Diệp thần trong lòng có chút ái náy, việc cần kíp, là cứu chữa kỳ tư thanh hắn cũng không quản được nhiều như vậy. lập tức diệp thần ôm kỳ tư thanh xoay người rời đi tiểu hoàng vậy hóa thành một đạo lưu quang lần nữa trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. diệp đại ca diệp lạc nhi nhìn hắn thân ảnh đi xa trong lòng rất là không thôi. diệp thần nghe diệp lạc nhi kêu gọi bước chân dừng lại một tí nhưng cuối cùng không quay đầu lại xa xa rời đi. diệp lạc nhi ngây tại chỗ một mặt mất hồn mất vía hình dáng. Được rồi, con cái tình trường, ảnh hưởng tu luyện, ngươi không cần quá mức chìm đắm vào. Trí Tôn Long Hoàng nhẹ nhàng nói ra, nói. Diệp Lạc Nhi hàm răng cắn chặt môi, trong mắt nhưng là hơi nổi lên đỏ ửng. Mười phút sau đó, Diệp Thần mang Kỳ tư thanh, đi tới máu rồng biển sâu một nơi tĩnh lặng địa phương, chung quanh tất cả đều là đá san hô, có cá năm màu rực rỡ nhóm lướt qua, hình ảnh rất là đẹp. Mà theo long sát khí tiêu tán, chung quanh áp lực vậy hoàn toàn biến mất, Diệp Thần cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung. Hắn thúc dục viêm bia, mở ra ra một cái ngăn cách nước chảy không gian, đem Kỷ Tư Thanh thả chung một chỗ bằng phẳng tảng đá xanh trên. Tập 1539. Tư Thanh, ta muốn thay ngươi chữa thương. Diệp Thần ôn nhu nói. Ừ. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, sử dụng băng tim tinh thạch, đạo đạo linh lực bơm vào đi vào, nhất thời băng tim tinh thạch thả ra từng luồng khí lạnh, chung quanh hư không đổi được một phiến lạnh như băng. Ở hàn khí lạnh như băng hạ, Diệp Thần cũng không nhịn được run một cái, mà kỳ tư thanh, nhưng vẫn là cả người lửa nóng hình dáng, chán thậm chí thấm lộ ra đổ mồ hôi, có thể gặp lửa độc có lợi hại dường nào. Diệp Thần móc ra châm cứu, dừng một chút, liền nhẹ nhàng rút đi kỳ tư thanh áo quần, chuẩn bị ở nàng quanh thân châm cứu. Hiện tại lửa độc tàn phá, đã lan tràn đến kỳ tư thanh kinh mạch toàn thân, phải ở nàng toàn thân châm cứu, mới có cứu vãn có thể. Áo quần rút đi, kỳ tư thanh tuyệt đẹp thân thể, không giữ lại chút nào hiện lên ở diệp thần trước mắt. Diệp thần nhất thời ngược lại hít một hơi, mặc dù hắn đã sớm xem qua, nhưng lúc này, ở biển sâu chi địa, chung quanh là xanh thẳm xanh thẳm nước biển, bầy cá nhẹ nhàng lướt qua, lại phối hợp trên bốn phía xinh đẹp đá săn hô đá. Kỳ tư thanh dung mạo dáng vẻ, nhất thời lộ vẻ được vô cùng tươi đẹp. Như cung trăng tiên tử, như đáy biển long nữ cơ da trắng nõn nà thần thánh sạch sẽ không nhiễm bụi ai như thế thánh khiết cô gái hiện tại như là không mảnh vải che thân hoàn toàn bại lộ ở mình trước mắt diệp thần nói không động tâm là giả nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm hắn lại hít sâu một hơi thu liễm nghĩ bệnh ổn định tâm thần một cây châm cứu rơi vào kỳ tư thanh ngực giữa huyệt thiên trung trên cái này huyệt vị là toàn bộ thân khí lưu chỗ mấu chốt. Chỉ cần ổn định cái huyệt vị này là được điều thuận kỳ tư thanh hơi thở. Hô! Châm cứu rơi xuống, kỳ tư thanh trong cơ thể, lửa độc như là tàn phá, bạo phát ra một hồi cuồng bạo lửa cháy mạnh, phải đem châm cứu nóng chảy. 8. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, hắn sớm có chuẩn bị, cảm thấy được lửa độc tàn phá, lập tức thúc giục băng tim tinh thạch, thả ra từng luồng khí lạnh. Suy! Đang kịch liệt khí lạnh dưới sự xung kích, tàn phá bừa bãi lửa độc nhất thời bị áp chế xuống. Có hiệu quả. Diệp thần thấy một màn này, nhất thời đại hỉ. Băng tim tinh thạch, quả nhiên phát huy hiệu quả, hắn có thể thuận lợi châm cứu. Sau đó từng cây một châm cứu, rơi vào kỳ tư thanh quanh thân huyệt vị trên. Những thứ này châm cứu, không chỉ là mang diệp thần bản thân hơi thở, còn mang theo băng tim tinh thạch khí lạnh, có thể thật to làm tan dã lửa độc độc chất. Suy suy suy. Diệp Thần châm cứu, từng cây một đổi đến đỏ bừng. Là bởi vì là kỳ tư thanh trong cơ thể lửa độc, đều bị dẫn đường đi ra. Kỳ tư thanh ngực không ngừng phập phòng, hô hấp rất là dồn dập. Châm cứu đâm vào da thịt, nàng chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, lửa độc sôi trào gian, lại để cho nàng trước đau khó nhịn. Diệp Thần Kỳ tư thanh nửa tỉnh nửa mê, cổ họng phát ra nhà nhạt riêng gì. Không có chuyện gì, nhịn một chút, trôi qua rất nhanh, Diệp Thần nhẹ giọng an ủi, liên liên thúc dục băng tim tinh thạch năng lượng, phối hợp hắn châm cứu liệu pháp, không ngừng hóa giải kỳ tư thanh trong cơ thể lửa độc. Rốt cuộc, nguyên bản chất chứa thâm hậu lửa độc, dần dần gặp phải làm tan rã. Kỳ tư thanh ra thịt, khôi phục ngọc trơn bóng trắng nõn hình dáng. Diệp Thần sờ một cái chán nàng, vào tay ấm áp, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, không có trước kia như vậy phòng tay. Rất tốt, lửa độc kém không nhiều hóa giải xong rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, nội tâm một phiến vui mừng. Hiện tại kỳ tư thanh trong cơ thể lửa độc đã kém không nhiều hóa giải xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nữa mấy ngày, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tư thanh, mấy ngày nữa, ngươi là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nói. Có thật không? Kỳ tư thanh trong mắt đốm nhỏ lập lòe, nhưng là có chút không dám tin tưởng. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Diệp thần mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, chờ ta thương thế khôi phục. Kỳ tư thanh trong mắt bỗng bộc phát ra sát khí, ta nhất định phải giết huyền cơ nguyệt. Nghe vậy, Diệp thần bật cười khanh khách. Con bé này, không hổ là thượng cổ nữ võ thần, trong lòng từ đầu đến cuối sôi trào chiến ý. Hiện tại thương thế vừa vạn chuyển, chỉ muốn trước ra đi giết người. Thời gian kế tiếp, Diệp thần liền theo bạn ở kỳ tư thanh bên người, chờ đợi nàng thương thế khôi phục. Duy nhất để cho Diệp Thần có chút khó chịu chính là vì châm cứu thuận lợi, Kỳ Tư Thanh vẫn muốn rút đi áo khoác. Nhìn như thế một cái tuyệt đẹp thân thể nằm ở bên cạnh mình, Diệp Thần thật là sắp điên rồi, chỉ mong nàng thương thế có thể mau sớm hết bệnh. Thật may, cái này cục diện lúng túng cũng không có kéo dài quá lâu. Thời gian qua hai ngày, Kỳ Tư Thanh đã khôi phục được xong hết rồi. Hiện tại, nàng không cần châm cứu, vậy không cần băng tim tinh thạch, chỉ dựa vào chính mình hơi thở, là có thể loại trừ còn sót lại lửa độc. Phỏng đoán lại qua một đêm, nàng là có thể hoàn toàn khôi phục. Đêm đó, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh dựa lưng vào nhau, tự mình tu luyện. Kỳ Tư Thanh ở loại trừ lửa độc còn sót lại hơi thở, mà Diệp Thần nhưng ở hoàn toàn đánh vào hỗn độn cảnh. Diệp Thần phát hiện, băng tim tinh thạch có đặc biệt dư thừa năng lượng, nếu như có thể lợi dụng, có lẽ có thể để cho mình đột phá tới hỗn độn cảnh. Dẫu sao, cái này băng tim tinh thạch là chấn áp đáy biển long sát linh vật, năng lượng đặc biệt bàng bạc, đủ để làm tan rã luân hồi tinh diễm lửa độc, nếu như có thể hấp thu, hắn được ích lợi vô cùng. Ông. Đúng viên băng tim tinh thạch, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, không ngừng thả ra từng cơn khoáng đạt năng lượng, dưới vào trong cơ thể hắn. Mà Diệp Thần trong cơ thể, một ngôi sao chi cây, tản mát ra vô tận ánh sao linh khí, vô tận hỗn độn khí tức. Chính là hỗn độn tinh thụ. Hắn hỗn độn cảnh và người khác là bất đồng, không như vậy dễ dàng đột phá. Còn nếu như có thể đủ đột phá, hắn lực lượng đem sẽ xa xa vượt qua người thường. Cái này hỗn độn tinh thụ chính là hắn đột phá hỗn độn chỗ mấu chốt. Diệp thần hô hấp thổ nạp, không ngừng luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Đúng cây hỗn độn tinh thụ, toát ra sáng chói ánh sao, lại đang không ngừng hấp thu băng tim tinh thạch năng lượng. Chỉ cần có thể luyện hóa cái này hỗn độn tinh thụ, ta là có thể bước vào hỗn độn cảnh. Diệp thần chấn định tâm thần, không ngừng điều tức, trước hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối chưa có hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, mượn băng tim tinh thạch năng lượng, có lẽ có thể một lần hành động luyện hóa hỗn độn tinh thụ, đột nhiên tăng mạnh. Hỗn độn tinh thụ là hỗn độn sơ khai lúc một hạt giống nảy mầm lớn lên, có hùng hồn hỗn độn khí tức. Cái này hỗn độn khí tức vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Diệp Thần muốn luyện hóa, vậy là đặc biệt chật vật sự việc. Nhưng hiện tại, mượn băng tim tinh thạch khí lạnh, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, vậy vô cùng bá đạo hỗn độn khí tức cũng thay đổi được ngoan ngoãn rất nhiều. Được, rất tốt. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hiện tại hỗn độn tinh thụ hơi thở không như vậy bá đạo, chính là hắn luyện hóa thật tốt cơ hội. Oanh, Diệp Thần không do dự, lập tức mở kinh mạch, điên cuồng hấp thu hỗn độn tinh thụ linh khí. Đúng cây hỗn độn tinh thụ, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đổi được chỉ có một viên bụi bậm lớn nhỏ, in vào diệp thần ấn đường gian. đảo Diệp thần ấn đường, toát ra vạn đạo sáng mờ, cả người thụy khí cuồn cuộn lộ ra, gân cốt đùng đùng phát ra nổ vang, lực lượng toàn thân điên cùng bạo tăng, tốt lực lượng mạnh mẽ. Diệp thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, trên mặt nhất thời nổi lên vui mừng. Ở hỗn độn tinh thụ rèn luyện hạ, hắn cả người đều ở đây lột xác. Nội thị ấn đường, Diệp thần liền thấy rõ, vậy một viên hỗn độn tinh thụ bụi bậm, bên trong lại cất giấu vô cùng khổng lồ thế giới. Trên thế giới ương là một bụi thông thiên đại cây. Mỗi một miếng lá cây đều có một cái tinh cầu vậy khổng lồ. Ao ao hỗn độn khí tức ở cả thế giới bên trong cút trào. Vô cùng vô tận năng lượng, điên cuồng tràn ngập ra, tựa hồ có thể diễn biến thành chư thiên vạn giới, tạo hóa hết thảy sinh linh. Khoáng đạt, bàng bạc, thâm thúy, bác đại, đây là thuộc về duy nhất hỗn độn sơ khai sức mạnh to lớn. Đơn giản là chấn cổ thức kim, long trời lở đất. Nguyên lai like đây chính là Hỗn Độn tinh thụ bên trong thế giới, ban đầu tiểu đạo sĩ có thể không bình thường à, nếu như ta có thể luyện hóa mảnh thế giới này, cũng có thể hoàn toàn bước vào Hỗn Độn. Diệp thần ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Mảnh thế giới này, trên thực tế là Hỗn Độn tinh thụ biến thành. Ở Hỗn Độn thời điểm sơ khai, Hỗn Độn tinh thụ đã từng diễn hóa ra liền một cái khổng lồ thế giới, sau đó trải qua tính cướp, mảnh thế giới này sụp đổ mà đã từng chống đỡ thế giới hỗn độn tinh thụ, vậy lui hóa thành một hạt giống, không biết bị long đong liền nhiều ít năm tháng. Cho đến hiện tại, cái hạt giống này mới lần nữa nảy mầm, hình thành một cái đặc biệt thế giới nhỏ. Diệp thần không ngừng hô hấp thổ nạp, hấp thu mảnh thế giới này quy luật năng lượng, từng đạo mắt thường có thể thấy được phù văn cổ xưa, không ngừng từ hắn ấn đường tản ra, bao trùm ở hắn trên da. Trong phút chốc, Diệp thần toàn thân ra, cũng lưu chuyển từng tầng một cổ xưa phù văn, cả người sáng mờ ngút trời, đem nước biển chung quanh, vậy ánh chiếu được ánh vàng rực rỡ một phiến. Mà những phù văn này, nhưng mang đặc biệt bá đạo hỗn độn lực lượng, như từng tầng một than lửa, nóng được Diệp Thần cả người phát đau. T. Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn hình dáng, đồ có chút giống lửa độc phát tác kỳ tư thanh, phải chịu đựng trước vô cùng nóng rực nóng bỏng hành hạ. Băng tim tinh thạch, ự. Ừ. Diệp Thần lật đật bóp một cái pháp quyết, không ngừng hấp thu băng tim tinh thạch bên trong khí lạnh, chậm tách ra thân thể trước đau. Xuy xuy xuy. Từng luồng khí lạnh rơi vào diệp thần trên mình. Hắn toàn thân nhất thời toát ra màu trắng khói hơi nước khí trên người trước cảm giác đau rác, vậy nhanh chóng tiêu tản mát. Thật may có viên này băng tim tinh thạch, nếu không ta muốn hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, thật không biết phải chờ tới cái gì. Diệp thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn tinh thụ năng lượng quá nóng rực bá đạo, mang mãi mãi hỗn độn khí tức, đó là đủ để tạo hóa thiên địa, mở ra càn khôn tồn tại. Giờ phút này mượn băng tim tinh thạch, Diệp Thần cuối cùng là thuận lợi hấp thu. Ước chừng qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, hỗn độn tinh thụ thế giới quy luật, rốt cuộc toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa. Lách cách, mà băng tim tinh thạch, vậy hoàn toàn hao hết sạch linh khí, rớt xuống đất, trở thành đá cặn bã. Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt hắn, lóe lên vô số cổ xưa hỗn độn phù văn, lực lượng bá đạo điên cuồng tràn ngập ra. Hắn một cái ánh mắt nhìn ra ngoài, nhất thời, ác liệt kinh khí như đao như kiếm, ngay tức thì xuyên thủng trùng trùng nước biển, đem xa xa một tòa đáy biển núi lửa, rất miễn cưỡng nghiền nát. Rất tốt, ta tu vi, đã coi là chính thức bước vào hỗn độn cảnh, bất quá còn cần một bước cuối cùng. Diệp thần mừng rỡ không thôi, hiện tại đúng cây hỗn độn tinh thụ, hoàn toàn bị hắn luyện hóa, mi trái tim thế giới hỗn độn, mênh mông vô biên, cho hắn cung cấp vô cùng năng lượng, một cái ánh mắt là có thể băng sơn diệt biển, đơn giản là vô địch. Bất quá, lúc này Diệp Thần còn thiếu một bước Lôi Kiếp. Ban đầu đắng độ ách sấm, vẫn để cho Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Vì độ kiếp, hắn ban đầu không biết trả giá giá bao nhiêu, bây giờ muốn tấn thăng hỗn độn cảnh, phải đối mặt lôi kiếp, chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Ầm, Diệp Thần tâm niệm phủ động, bên tai liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng sấm. Hỗn độn lôi kiếp, muốn hạ xuống. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe được sấm sét thanh âm, tim vẫn là không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Giờ phút này, Cửu Thiên Thần Long Điện bầu trời. Sáng sớm bầu trời xanh thẳm, nhưng biến thành kinh khủng màu đỏ nhạt, vô số mây sấm che khuất bầu trời, hoàn toàn che lại bầu trời. Ùng ùng, từng đạo sấm sét, từng cái tia chớp không ngừng ở tầng mây gian toát ra, tựa như long xà vậy loạn vũ, làm người ta rung động. Cuồng bạo sấm sét thiên uy, ở toàn bộ thương khung tàn phá, tựa hồ muốn tiêu diệt thế gian. Chu vi ngàn dặm chi địa, hoàn toàn bị mây sấm khói mù bao phủ, thật giống như ngày tận thế muốn hạ xuống, không khí ngột ngạt làm cho người khác không thở nổi. Tất cả chim thú vật, kinh hô buôn tẩu khắp nơi, trốn về xào huyệt bên trong, tựa hồ vậy cảm giác được thiên tai sấm đổi, không dám bốc lên thân ra đi tìm cái chết. Mà cả tòa cửu thiên thần Long Điện, ở trong tối hồng lôi vân bao phủ hạ, lộ vẻ được cổ xưa thế lương. Diệp thần, Chuyện gì xảy ra? Máu rồng biển sâu đáy biển, Kỳ Tư Thanh đã tỉnh lại. Lúc này nàng hoàn toàn xua tan lửa độc, hơi thở khôi phục được viên mãn, cả người thần quang chạm nhiên, như rồng cung tiên nữ, thánh khiết không thể xâm phạm. Lôi kiếp buông xuống, ta kiếp số đến. Diệp Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt sắc bén. Hắn biết, lần này hỗn độn lôi kiếp, là trước đó chưa từng có kiếp số. Nếu như có thể vượt qua, hắn tấn thăng hỗn độn cảnh. Tu vi đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng tăng vọt. Nhưng nếu như độ kiếp thất bại, hắn thân xác hồn phách đem hoàn toàn bị thiên lôi nổ, hoàn toàn tan thành mây khói, sẽ không lại chút nào sống lại có thể. Ưng ừ, ực Ưng ực, ực, lôi kiếp chưa tới, nước biển chung quanh đã kịch liệt lật dâng lên. Từng nhóm cá bơi lật đật trốn tới đá trong khe hở đi, nhưng cũng không dám lại nhô ra. Hỗn độn lôi kiếp, ngươi muốn tấn thăng hỗn độn cảnh? Kỳ Tư Thanh mắt đẹp co rúc một cái, vậy phát hiện dị tượng. Diệp thần hỗn độn cảnh và người bình thường hoàn toàn không cùng, lực lượng không biết có bao nhiêu bá đạo, nếu như có thể đột phá, hắn ung dung liền có thể có dung chuyển thiên thần uy lực. Lúc này Kỳ Tư Thanh là đường đường thiên thần cao thủ, ước chừng so hỗn độn cảnh cao hơn một cái cảnh giới lớn. Nhưng nếu như Diệp thần có thể đột phá tới hỗn độn, nàng vậy không có nắm chắc chiến thắng. Bởi vì Diệp thần nội tình chân thực quá kinh khủng, một bước lột xác, đều là nghịch thiên. Ta vì người hộ pháp. Kỳ tư thanh mặt đẹp nghiêm nghị, nàng biết rõ diệp thần hỗn độn lôi kiếp đáng sợ, dựa hết vào diệp thần một người, sợ rằng khó mà vượt qua. Mà nàng là thiên thần cao thủ, hơn nữa còn là thượng cổ nữ võ thần truyền thế, còn nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, nếu như lôi kiếp hạ xuống, nàng đánh bạc tánh mạng, có lẽ có thể phá giải. Không cần, cái này lôi kiếp là ta một người kiếp số. Diệp Thần cắn răng, nếu như dựa vào người hỗ trợ, ta coi như may mắn vượt qua kiếp nạn, sau này tu luyện cũng sẽ không lại chút nào tiến bộ. Nghe vậy, Kỳ Tư Thanh trầm mặc. Không sai, tu luyện trọng yếu nhất là tự thân cảm ngộ. Nếu như dựa vào người khác hỗ trợ, ắt phải khó khăn thành đại khí. Thế gian cường giả đều là một mình nghịch thiên chứng đạo, dựa vào người ngoài ngoại vật, không thể nào có đại thành tựu. Đến đây là hết tập 1535 đến 1539 rồi nha. Bấm like và đăng ký kênh để chờ đón phần tiếp theo nha.